Sau đây là chuyên mục đập thùng Rico MB7503 máy renew. Còn cái kéo nào cứng hơn không Yến ơi? Yến ơi, còn cái kéo nào cứng hơn không lấy cho anh cái. Cái này cắt cũng được rồi, hay dao độc chế cũng được. Em thật dỡ lên giùm em phải. Ok. Đây. Đây là khay hướng giấy nè. Khay hướng giấy. Cao tầng ở đây nha. Quá đẹp luôn anh Thuận ơi. Hả? Xuất sắc. Cũng có gì đâu để chê. Ngó thử coi. Nó được rồi.